ngặt rào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm anh gặp em. Môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngấn lệ trần. Chuyện đời sâu đắng vẫn vương đôi má xiêu hiền. Áo em màu tím đậm. Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với em. Đây là trước màn hình quý vị, đây là dòng xe Đông Phương Hoàng Huy B180 thùng dài, tải trọng 8 tấn, thùng dài 9m5. Đây là phiên bản có cái model 2020. Đấy, cái đầu mặt ga lăng đằng trước hơi khác. Đấy, có chút thay đổi so với lại phiên bản 2019. Đấy, thì đây là dòng xe Đông Phương Hoàng Huy nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, sử dụng động cơ Cummins 6 máy 5.9 lít. Đấy, xe này thì vừa được công ty Đông Phương Hoàng Huy chạy vào trong miền Nam. Đấy, xe này là những dòng xe này là chạy nguyên chiếc từ ngoài Bắc vào đây luôn này. Thì hiện tại đây là trước quý vị, đây là công ty cổ phần thương mại dịch vụ Phú Mẫn. Đấy, công ty đặt tại số 138 quốc lộ 1A, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Đó, đấy, mọi người có thể nhìn thấy đấy. Đấy, các nhân viên kỹ thuật bên công ty Phú Mẫn đang là kiểm tra xe trước khi giao nhận xe tại Phú Mẫn. Và cái dòng xe này thì được quý khách hàng chạy sử dụng rất là yên tâm và đánh giá rất là tốt. Đấy, xe thì chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Xe thì máy rất khỏe. Xe này có tải lên tới tải 8 tấn nhưng có thể tải lên tới 20 tấn. Đi đường đẹp. Giống như với khách hàng của em đã từng đánh giá là em đã bán chiếc này về thành phố Buôn Ma Thuột thì khách hàng đánh giá rất tốt. Đấy, đi lại thì rất là tiết kiệm nhiên liệu. Với một chuyến hàng 11 tấn, 12 tấn đi từ thành phố Buôn Ma Thuột vào Sài Gòn thì chỉ có mất khoảng 1.8 triệu tiền dầu thôi. Đấy, đây là xe chassis sẽ được lên thùng sau. Đấy, mọi người có thể thấy toàn cảnh đây. Đấy, xe này sử dụng động cơ Cummins. Đây là một cái quy trình giao nhận xe tại Phú Mẫn. Khi mà xe được chuyển từ nhà máy vào đây thì sẽ được kiểm tra rất là kỹ càng trước khi giao nhận xe. Và cũng như là khi mà bán xe cho khách hàng thì xe cũng được kiểm tra rất là kỹ. Đấy, đấy, mọi người có thể liên hệ em theo số điện thoại 0584413623. Đấy, là em Tuyến đây, sẽ hỗ trợ cho mọi người về cái dòng xe tải Đông Phương Hoàng Huy ở Việt Nam mình. Đấy, hoặc là có thể gặp trực tiếp em tại công ty ô tô Phú Mẫn đặt tại số 138 quốc lộ 1A, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Em sẽ hỗ trợ mọi người xem xe trực tiếp. Đấy, nhíp lẻ 2 tầng này. Đấy, mọi người có thể đấy, nhíp rất lớn. Đó, đấy, lốp cầu rất lớn. Đấy, xe thì được trang bị là phanh hơi ABS. Đấy, bầu phanh trước đây. Đó, bầu phanh được đặt tại trước. Phanh hơi ABS, có hệ thống ABS là hệ thống chống bó cứng phanh. Đấy, thì điều này sẽ giúp cho cái xe của mình khi mà chở tải nặng và để đi với tốc độ nhanh thì có thể phanh nhanh hơn, quãng đường phanh ngắn hơn. Đấy, an toàn ổn định xe hơn, không bị trượt cũng như là không bị là mất lái. Đó là hệ thống phanh ABS. Hệ thống khung gầm này rất là dày. Đây, khung gầm này hai lớp, khung sườn hai lớp. Khung sườn hai lớp. Đây, hệ thống bình hơi đây ạ. Đó, hệ thống bình hơi. Đó, các hệ thống bình hơi đây. Thì xe này là xe chassis cho nên là mình có thể quay rất là kỹ càng cho mọi người. Đấy, và cái bình nhiên liệu ở bên này. Đó, bình nhiên liệu. Bình nhiên liệu thì cái bình nhiên liệu sẽ có một bình dầu xử lý khí thải DEF.
Đấy, còn đây là động cơ này, động cơ nổ rất êm này, đấy mọi người có thể thấy không? Cơ Cummin 6 máy 5.9 lít. Đó. Rất là mạnh. Và khá là tiết kiệm nhiên liệu, hộp số rất lớn này. Hộp số trang bị là hộp số 2 tầng. 2 tầng nhăn chấp rùa thỏ, hay gọi là rùa thỏ ấy. 8 số tiến và 2 số lùi ạ. Hộp số phét gear. Đấy. Cabin thì làm rất đẹp này, cabin thì rất là êm này. Với mọi người thể nhìn thấy là đấy, hai bên cabin nó có hai cục màu xo này. Đấy, giúp cho xe máy nó ổn định hơn. Đấy, phần đầu xe này, phần mặt ga lăng mới này, mặt đèn mới. Đó. Bình dầu à, bình dầu này, bình dầu à. Bình dầu thì được bọc nhôm. Đấy. Chống nhiệt. Đấy. Chống cháy nổ rất tốt. Và cái bên là có cái bình dầu DEF này. Đấy, xử lý khí thải Euro 5 này. Bình dầu Euro 5 đấy thì 22 lít. Đấy, trung bình khoảng 1000 cây thì có thể hết một bình khoảng 2000, 1000 mấy ạ. Đấy. Thì một bình dầu xử lý khí thải hết tầm 400.000 thôi. Đấy. Nội thất cabin này. Đấy, cũng rất đẹp. Nội thất cabin trước đây là màu ghi nhưng mà hiện tại thì đã được làm qua màu đen rồi, nhìn rất là huyền bí ạ. Đây là các loại thông số, số khung, số máy xe. Đấy. Cửa này, đấy, rất đẹp. Phải nói là xe Đông Phương Hoàng Huy phiên bản model 2020 rất đẹp. Hoàng Huy Hải Phòng. Đấy, xe này được chạy trực tiếp Hải Phòng vào đây. Các nhân viên tài xế chạy xe vào đây thì xe này đang được kiểm tra. Đó. Tổng quan về cái đầu xe như vậy. Đấy. Đấy, trong kia cũng có một chiếc thùng kín Đông Phương 9 tấn, thùng dài 7m6. Đó. Còn đây là Đông Phương 8 tấn thùng dài 9m rưỡi, dành cho những khách hàng cần vận tải hàng bao bì và cần kích thước thùng lớn thì có thể sử dụng cái Hoàng Huy 8 tấn thùng 9m rưỡi này, sẽ là một cái lựa chọn mà rất là hoàn hảo cho quý vị. Đấy. Còn để vận tải nặng hơn thì bên kia có chiếc Đông Phương Hoàng Huy 9 tấn thùng dài 7m6 thì đặc biệt hơn. Đấy. Xe thì chở hàng nặng hơn, thùng ngắn hơn thì đi lại xe sẽ đỡ vật hơn. Đó. Đấy, kính xe này. Đấy, hệ thống gương hậu này. Đấy, rất là lớn, đầy đặn. Với cái hệ thống kính hậu này thì giúp cho khách hàng có thể dễ dàng quan sát hơn. Lốp xe này. Đó. Tắc kê cũng như là đèn chân xe rất là chắc chắn. Lốp 10R20. Đây. Lốp vẫn được sử dụng là lốp 10R20. Thì với cái cỡ lốp này thì nhiều khách hàng đánh giá là muốn lốp lớn hơn, lốp 11. Nhưng mà sau khi sử dụng xe này thì nhiều khách hàng đánh giá là lốp 10 này chạy cũng là khá là ok rồi. Đấy. Lốp là lốp có xăm chịu tải nặng. Đó. Đấy. Đông Phương Hoàng Huy 8 tấn thùng 9m5, Đông Phương Hoàng Huy B180 9 tấn thùng 7m6 thì mọi người tham khảo về dòng này có thể liên hệ em theo số điện thoại 0584413623 hoặc đến gặp em trực tiếp tại công ty ô tô Phú Mẫn đặt tại số 138 quốc lộ 1A phường Tam Bình quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì ô tô Phú Mẫn là đơn vị sẽ nhập trực tiếp này từ xe từ nhà máy về miền Nam với giá bán rất tốt và đảm bảo trên thị trường. Đấy. Ô tô Phú Mẫn là chuyên nhập khẩu cái dòng này về miền Nam để bán này. Đấy. Thì đây nội thất của dòng Đông Phương Hoàng Huy đây. Đấy. Đó, rất đẹp. Ghế thì được trang bị là 3 ghế ngồi và 1 giường nằm. Đấy. So với đời trước đây thì là cái ghế ngồi sẽ là màu ghi nhưng mà ghế này là màu đen. Đấy. Sẽ có cơ hội em review kỹ hơn cho mọi người. Đấy. Giường này. Đó, 1 giường nằm. Đấy. Nội thất rất đẹp.
số 2, số số 2 tầng à, tám cấp, 2 số tiến, 2 số lùi này. Phần hơi này. Đó. Thì không có thời gian để em review nhiều. Thì em sẽ cố gắng một ngày nào đó em sẽ review kỹ hơn cho mọi người cái dòng xe này. Vâng, đến đây thì em xin cảm ơn tất cả quý vị. Đấy, anh các anh đã kiểm tra xe lần cuối trước khi giao nhận xe này. Đông Phen Hoàng Huy B180 nhập khẩu nguyên chiếc, máy Cummins 5.9 lít. Đấy, tải đẹp, dài trọng 8 tấn, thùng dài 9,5 m. Và với phiên bản thùng kín này thùng dài 9,7 m. Đấy, thì mọi người có thể liên hệ em. Đông Phen Hoàng Huy B180 một loại 9 tấn, thùng dài 7,6 m. Đấy, dành cho quý khách, dành cho quý vị chở tải nặng. Và phiên bản thùng kín này dài 7,7 m. Đấy. Thì mọi người có thể liên hệ em theo số điện thoại bên dưới màn hình. Đấy, thì em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho mọi người. Dạ vâng, đến đây em xin kính chào tất cả mọi người ạ. Chúc mọi người một ngày làm việc thật là vui vẻ. Dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm anh gặp em. Môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngấn lệ tràn.